Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có nhận được một cái Z2 Pro các bạn ạ. Nó bị cái tình trạng treo Samsung các bạn nhé, treo logo. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi treo logo này bằng cách chạy lại phần mềm các bạn nhé. Vì một cái lý do nào đó các bạn cài những cái phần mềm ấy, nó bị sung hoặc là nó đang sử dụng hoặc là nó bị xung đột với phần mềm nào đấy, nó bị treo hoàn toàn cái logo và nó không lên được các bạn nhé. Cứ treo Samsung này hoài luôn, không thể vào trong màn hình được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix cái lỗi đấy. Đây là cái mã của nó, là cái mã Z250F các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện áp đại ROM cho nó. Trước tiên thì các bạn cần sử dụng một cái cáp gắn USB để chúng ta chạy lại phần mềm. Các bạn giữ đồng thời 3 phím giảm âm lượng, phím home và phím nguồn để vào chế độ download mode. Cái này chắc nhiều anh em biết rồi, thế nhưng mà mình làm clip cho anh em nào cần. Đấy, các bạn giữ đồng thời 3 phím home, phím giảm âm lượng và phím nguồn. Sau đó các bạn bấm phím tăng âm lượng để nó vào cái download mode nhé. Rồi các bạn ghim cáp vào. Sau khi ghim cáp vào đấy thì các bạn vào giao diện trên máy tính. Đấy, các bạn vào, các bạn tìm được cái ROM của cái máy này các bạn nhé. Đấy, các bạn tìm stock ROM, file full các bạn nhé, file 5 file. Rồi sau đó các bạn tải phần mềm Odin về. Cái phần mềm Odin này là cái phần mềm để chạy lại cho cái Samsung, và cái này áp dụng cho hầu như những máy Samsung có mặt trên thị trường các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình tải được file rồi và mình giải lén ra đây rồi để tiết kiệm cái thời gian của các bạn nhé. Sau đó các bạn mở Odin lên. Ở trong cái giao diện Odin nó sẽ có một số cái mục như này, các bạn chọn đến cái thư mục các bạn đã tải về và các bạn giải lén nó rồi ấy. Nó sẽ có những cái file, các bạn chọn những cái file tương ứng vào. Ví dụ như cái file đấy là file bốt loát thì các bạn chọn vào file BL ấy. Xong rồi file AP. Cái file AP này nó hơi lặng các bạn nhé, nên là đợi nó cũng tương đối lâu, mất 1-2 phút ấy. Rồi ok, nó đã nhận rồi các bạn nhé. Đấy, load xong file đấy, sau đó các bạn chọn ra file thứ ba, chọn file thứ tư này nữa này. Ok, và trên này nó đã nhận cổng COM các bạn nhé. Nếu các bạn không, nó chưa nhận cổng COM ấy, thì các bạn cài cái phần mềm driver cho nó để cho nó nhận. Đó, xong ấn start là cứ để cho nó chạy thôi, mất vài phút nữa là ok. Đoạn này chờ nó cũng hơi lâu nên mình sẽ tua nhanh như một xíu. Đấy, nếu mà nó không nhận driver nhé, các bạn truy cập vào trang, các bạn tìm đến driver Samsung. Các bạn tìm đến driver Samsung, sau đó các bạn tải về và các bạn cài cái file driver này lên để nó nhận cái máy. Cái file Android USB driver for Windows này, các bạn tải cái file này về và các bạn cài như bình thường thôi để cho nó nhận driver này và chạy thành công. Video đã áp dụng cho những anh em nào mới nhé, chưa biết gì
có thắc mắc gì anh em cứ để lại comment dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nhé. Và các bạn cũng thông cảm, tại vì mình cũng nhiều việc ấy, nên là làm những clip như thế này anh em hỏi mà chưa kịp trả lời, anh em đừng có buồn nhé. Chứ không anh em lại bảo là admin thế này thế kia, nhưng mà đôi khi mình cũng bận bịu nên không kịp trả lời anh em. Có gì anh em cứ inbox Zalo cho mình hoặc là qua fanpage, mình cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất thôi. Mình cũng có cái dịch vụ mở tài khoản Google qua cái TeamView các bạn nhé. Tất cả những cái tài khoản Google của dòng máy Samsung này mở qua TeamView. Các bạn chỉ cần có máy tính và có máy tính và cáp kết nối là ok. Làm chỉ trong vòng 10 phút là xong thôi, không phải chờ đợi lâu như các bạn nhé. Như mình mở phát kích cái là ăn ngay. Rồi ok, nó chạy gần xong rồi con ạ. Đấy, nó chạy xong rồi thì nó lên như này. Nó lên được chữ Samsung là cũng coi như xong rồi các bạn nhé. Ok các bạn, đợi nó khởi động lên xíu nữa là xong thôi. Rồi, cái video mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu còn thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video hay hơn nhé. Khoa TV, chúc các bạn thành công.